Mình Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Quý Mão tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tức, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Quý Mão tức Can Sinh Chi nghĩa là Thủy Sinh cho Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Vài nạp âm Kim Bạch Kim kỵ tuổi Đinh Dậu. Tân Dậu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tí, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao câu trận kỵ về an táng sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao thiên địa chuyển sát kỵ về khởi công động thổ và sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Và đặc biệt, ngày 25 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc và sau đây mà các bạn muốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi tý chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý ngọa mạo dậu và với bạn tuổi Tý là người rất thông minh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để cho bạn hay tỏa ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình và cho rằng người ta chỉ mang lại nhiều phiền phức rắc rối cho mình. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý, bạn nối năng không suy nghĩ cho nên cũng dễ đắc tội với người khác. Vì vậy, với bạn tuổi Tý cần phải chú ý hơn trong cách giao tiếp và khi muốn góp ý với ai, đừng có sử dụng những từ ngữ quá nặng nề kéo lại gây tổn thương cho người nghe về phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này nhờ có được thiên tài phù trợ cho nên bản mệnh tuổi Tý làm ăn khá tốt, có thể kiếm được một khoản lợi kha khá nhờ công việc làm thêm và với bạn tuổi Tý có những kế hoạch về đầu tư xa xôi hơn để giúp tài chính của bạn thêm phần được ổn định và vững vàng hơn nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tầm nhìn xa trông rộng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không nên coi thường mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa chú ý trong khi giao tiếp không nên nói năng nặng lời tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên có kế hoạch đầu tư dài hạn hơn và đánh giá của ba tuổi tí trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 58, số 70, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu là người điềm tĩnh và luôn cố gắng tránh gây thủ trúc oán với mọi người song như vậy không có nghĩa là bạn không vướng phải những rắc rối và trong ngày hôm nay do bạn tuổi Sửu đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh và làm cho bạn dễ vướng vào những tranh chấp do đồng nghiệp bạn bè gây ra và với bạn tuổi Sửu trong ngày này nếu như gặp phải tình huống như vậy thì bạn không cần thiết phải quá mức bức xúc và thanh minh cho bản thân mình bằng lời nói mà bạn hãy dùng hành động thực tế để cho mọi người không còn hiểu lầm và biết rõ lập trường của bạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và người vợ hoặc là chồng của mình không được như ý. Đôi bên có thể có những tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên với bạn tuổi xỉu mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên càng thêm phần hiểu nhau hơn. Vì thế mà bạn không nên cảm thấy quá lo lắng hay là bi quan. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tránh gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên quá lo lắng hoặc là suy nghĩ bi quan tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất ý kiến được với nhau và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 46, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy Bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển khá thuận lợi nhờ bạn đang gặp được tam hội cục giúp sức. Với bạn tuổi dần, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết công việc hợp lý nhất cho mọi việc, cho dù công việc đó tượng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa. Và ngày này cái mối quan hệ xả giao của bạn tuổi dần cũng có được sự hài hòa do bạn vốn là người có tài năng và luôn biết cách làm vừa lòng người khác. Dù có bực bội và nóng nại đến thế nào đi chăng nữa thì với bạn tuổi dần cũng có thể kiềm chế được bản thân và không bao giờ to tiếng với ai cả và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần ngày này là ngày 25 tháng 4 năm 2021 tức là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi dần, trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những công việc trọng đại vì vậy nếu có những công việc trọng đại nên lùi lại để thực hiện trong những ngày khác có thể sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong tương lai với bạn về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc dù khó khăn đến đâu đi nữa. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, biết làm vừa lòng mọi người và được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, không nên bắt đầu những công việc trọng đại. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 20, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Mão, xem tử Vi cho thấy bà Tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và cái điều này làm cho bà Tuổi Mão dễ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bà Tuổi Mão cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi tự đưa mình vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Trong ngày này, các mối quan hệ với cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp với bạn tuổi mạo cũng cần phải chú ý trong giao tiếp. Không nên quá tự tin hoặc là hoanh hoang, thậm chí là vô thức, nối lời gây mất lòng người khác. Và trước khi nêu ra ý kiến của bản thân mình, với bạn tuổi mạo cũng cần phải lắng nghe quan điểm của mọi người trước cái đã. Ngày này, với bạn tuổi mão nếu như có công việc cần thiết phải đi xa thì bạn mệnh nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt đó là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên quá mức, bức xúc tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ dự vững quan điểm của bản thân, không nên tin theo những lời đồn thổi. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên nói lời gây ấn tượng xấu với cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ Vi Tuổi Thìn, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Thìn, xem từ Vi cho thấy, bạn Tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn Tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Bà tuổi thìn, bạn khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh, thậm chí là còn bị phản đối một cách quyết liệt khi đưa ra bất cứ quyết định nào nữa với bạn tự thìn trong ngày này có thể nhận thấy người nhà hoặc là bạn bè không đứng cùng một chuyến thiền một chuyến tín với mình tuy nhiên dù bạn mạnh cảm thấy bất mãn mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Với bạn, quan nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu cho nhau. Hai người đều cần phải cực kỳ kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm có sự khác biệt. Và với bạn tuổi thìn, bạn biết rằng mình đang là người lo lắng thái quá. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xảy ra tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần phải trò chuyện và bao dung cho nhau nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 22, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đã gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi tỵ và nửa kia đang rất hòa hợp bạn tuổi Tỵ, bạn luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định ở trong lòng mình với người ấy và bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì có thể cùng nhau giải quyết được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong ngày này, đối với những ai đang còn độc thân cũng mở lòng mình hơn với mọi người, đặc biệt là những người khác giới. Và bạn nhận thấy rằng muốn tìm được người như ý thì bản mệnh cũng cần phải chủ động hơn, không nên chỉ ngồi một chỗ đợi người khác chủ động đến với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy bản mệnh tuổi tỵ là người có trách nhiệm với công việc nhưng lại không tham danh lợi, luôn biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Vì vậy, bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người có được cơ hội cất nhắc lên trong tương lai. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng mình với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mạnh mộc có trách nhiệm với công việc được mọi người tin tưởng từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có được cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, con số may mắn số 25, số 71, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tử ngọ xem tử vi cho thấy bà tử ngọ đang gặp ngày có ngũ hành tương phá cái điều này cảnh báo cho bà tử ngọ cần phải hết sức chú ý trong việc chi tiêu vào ngày hôm nay bà tử ngọ dù có khá giả dạ đến đâu đi chăng nữa mà cứ tiêu tiền không kiểm soát thì túi tiền cũng sẽ dần vơi cạn theo thời gian mà thôi. Trong ngày này, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực về kinh doanh, buôn bán, bạn vẫn cần phải tránh đưa ra những quyết định về đầu tư ngày hôm nay bởi các mối đầu tư trước mắt khó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ, cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa à vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau thì với bạn tuổi ngoại cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng tình cảm cho hai người. Bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc ở nhà nữa. Vậy tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu dù có dư dạ đến đâu đi nữa tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá hào phóng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thường xuyên ham nóng tình cảm vợ chồng Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 34, giờ tốt từ 10, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuốt, tuổi mùi. từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi ạ xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên công việc của bà tuổi mùi đang tiến triển khá chi là thuận lợi nhưng đôi khi với bạn tuổi mùi vì chưa đánh giá đúng tình huống thực tế và năng lực của bản thân mình, cho nên với những kế hoạch mà bạn đưa ra lại có phần xa rời với thực tế, thậm chí là có sự ảo tự nữa bù lại trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn túi mùi. Bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người cho nên các mối quan hệ của bạn phát triển được tốt đẹp. Bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay và rất có thể đó sẽ là người chỉ ra đường đi nước bước cho bạn trong tương lai nữa. Ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi dường như đang dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội. Cho nên thường quên mất việc quan tâm giúp đỡ nửa kia của mình. Và bạn đừng có đi tìm cách đùn đẩy mọi trách nhiệm cho nửa kia bởi việc xây dựng một mái ấm gia đình là nghĩa vụ của cả hai người chứ không phải là riêng bên nào cả. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc tiến trị khá thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy cần phải xác định rõ khả năng, năng lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp có cơ hội gặp được quý nhân từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên đẩy hết công việc cho nửa kia và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 51, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi tỵ tuổi ngọ. tử vi tuổi thân chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh mặc dù bạn là người rất thông minh tài hoa nhưng lại đang có sự hiếu thắng làm việc thiêu cảm hứng không có kế hoạch cụ thể và điều này khiến cho bạn thường không hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó dễ mất lòng lãnh đạo cấp trên nữa với bạn tuổi thân, bạn cần phải có trách nhiệm hơn với công việc, nếu không bạn khó có được cơ hội để thăng tín. Thập, tập thể là một khối gắn kết, mọi người cần phải hợp tác, ăn ý với nhau và bạn không thể làm mọi việc dựa theo ý thích của riêng mình được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình. Và với bà tuổi thân, chớ có nên nổi nóng, nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương như vậy. Vài từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh, tài hoa nhưng làm việc không có kế hoạch, tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ khó có được cơ hội thăng tín, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim không nên làm việc theo ý thích của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 66, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu xem tử, tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương xung mặc dù bạn tuổi dậu đang có được phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và sẵn sàng gây gọ với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình và hôm nay với bạn tuổi dậu cách vận đào hoa của bạn cực kỳ là vượng cho nên bạn mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, chăm sóc và đưa đón. Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho những sự việc ngoài lề gây tác động xấu tới chuyện tình cảm vợ chồng. Ngày này, với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được vận may về tài chính và bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào các công việc làm thêm bên ngoài. Đó là thành quả xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sẵn sàng gây gỗ, nội nóng với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, được nhiều người khác giới, để ý tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 41, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ từ vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tuất á, xem tử vi cho thấy, với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ, cho nên, bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay làm ăn được thuận lợi và bạn có thể sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Bạn cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội. Nếu như để lỡ, bạn sẽ phải nối tiếc trong tương lai và với bạn tuổi tuất bạn mạnh luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xong bạn không nên giấu dím hoặc là lấp liếm đi khi gặp phải sai lầm hoặc là vấn đề khó giải quyết vì việc này không chỉ gây tổn hại cho chính bạn mà có thể ảnh hưởng tới cả tập thể công việc chung vì vậy với bạn tuổi tuất bạn nên chia sẻ để được mọi người cùng giúp đỡ Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể có bất đồng quan điểm với nhau và trên một vài phương diện nào đó không thống nhất được ý kiến. Bạn tuổi Tuất bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận cùng nhau bởi trong lúc nóng nảy thì rất có thể sẽ chẳng ai muốn nghe theo lời của ai cả về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư có lợi tài lộc hanh thông từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhanh chóng nắm bắt cơ hội không nên trần chừ do dự từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, không nên cố tình chia giáo sai sót hoặc là vấn đề khó giải quyết. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, vợ chồng cần thống nhất quan điểm với nhau. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chia sẻ khó khăn với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 46, số 59, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021, vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi đặc biệt là những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá yên bình bà tuổi hợi luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình kể cả khi có vấn đề gì xảy ra mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể nhận được những tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Bạn hãy mở rộng lòng mình hơn để nhận ra những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có tinh thần trách nhiệm cao và dễ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp bạn bè và cấp trên. Bạn tuổi hợi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó cho nên có thể sẽ được chịu trách nhiệm trong những công việc quan trọng nữa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, được săn đón, hãy mở lòng mình hơn với mọi người. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, không nên chỉ chú ý tới những khuyết điểm của người khác. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, thời điểm thích hợp để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.